ta sẽ khám đến hệ thống cảm giác. Thì phần trước chúng ta đã biết chúng ta khám về thần kinh số 5 thì chúng ta cũng có phần 5 cảm giác, thì tứ chi và thân mình của mình. Chúng ta sẽ khám cảm giác sờ nông, chúng ta sẽ khám cảm giác đau, cảm giác nhiệt, chúng ta sẽ khám cảm giác rung âm thoa, chúng ta sẽ khám cảm giác định vị khớp. Chúng ta khám cảm giác đầu tiên là cảm giác sờ nông, chúng ta có thể dùng bông gòn. Thông thường thì trước khi khám thì chúng ta cũng hướng dẫn rõ bệnh nhân là ví dụ như sờ vào bệnh nhân nói là có, và đôi khi có người thì cho bệnh nhân đếm, nhưng chúng ta nhớ chúng ta cho bệnh nhân đếm ít thôi, đếm nhiều quá bệnh nhân cuối cùng không nhớ đến số mấy. Và nếu mà không thấy quẹt mà chúng thì con nói là có ha, có rồi. Chúng ta sẽ làm hai bên và chúng ta so sánh, có ở thân mình cũng vậy, và khi khám hai bên có nhắm mắt có ở chân cũng vậy, có ta khám cảm giác đau, nhỏ người gọi là đau ha, đau. Chúng ta nhớ chúng ta không nên dùng cái vật quá nhỏ như cái kim, tại vì khi chúng ta dùng kim đâm bệnh nhân có thể chảy máu và đôi khi trong một số trường hợp có thể lây lan nhiễm trùng qua những người khác. Đau. Chúng ta khám cái cảm giác mà nóng lạnh, giống như chúng ta khám ở mặt. Khi nào mà nóng thì nó nóng, mà lạnh thì nó lạnh ha. Nhắm mắt lại. Nóng. Lạnh. Nóng. Nóng. Lạnh. Chúng ta sẽ khám là rung âm thoa. Thì thường người ta sẽ dùng cái rung âm thoa tần số 128. Khi nào mà như thế này. Rung không? Dương rung. Khám sang phần định vị khớp bằng cách chúng ta khám ở phía sau bằng định vị ngón chân. Vậy cái này là bàn chân ha, bàn chân như thế này thì gọi là ngửa lên trên, cái này bắp xuống dưới, ngón chân cũng vậy. Rồi bây giờ con thấy như thế nào không ạ? Ngửa lên trên, bắp xuống dưới, ngửa lên trên, bắp xuống dưới. Hoặc là chúng ta có thể bảo bệnh nhân định vị cho ngón chân gì? Nó ép bắp bên phải bắp xuống. Tay cũng vậy, ngón cái bên phải nó ngửa lên, trong một số trường hợp mình có thể khám cái cảm giác sâu mà của vùng chức năng cao cấp, ví dụ như chúng ta có thể khám là cảm giác như là bệnh nhân nhận biết được cảm giác cả hai bên cùng lúc hay là không, ví dụ như bây giờ ai sợ bên nào hay. Có một số người thì sờ từng bên thì họ biết, một khi sờ hai bên thì họ chỉ nhận biết được một bên thôi, mà không thì chúng ta có thể cho bệnh nhân bằng cách nắm lại chi khoái, hoặc là mình có thể là
vẽ cái số nào đó trên lòng bệnh nhân, bằng lòng bệnh nhân, rồi mình hỏi bệnh nhân nhận biết được số gì. Số 3. Số 4. Số 6. Số 7. Khi bạn nói thấy hai điểm thì nói hai điểm, một điểm và một điểm ha. Hai điểm, một điểm, hai điểm, một điểm, hai điểm, hai điểm, một điểm, hai điểm, hai điểm, hơi khó hả? À, hai điểm, một điểm. Để lâm sàng mình khám cái dấu màng não, dấu kích màng não thì gặp trong một số trường hợp như là viêm màng não, hoặc là dấu kích thích màng não gặp trong trường hợp là xuất huyết khoang dưới nhện, hoặc là một số trường hợp xuất huyết não mà nó có lan vào nội thất và khoang dưới nhện thì có dấu kích thích màng não trên lâm sàng. Thì dấu kích thích màng não trên lâm sàng mình có gồm có ba dấu. Thứ nhất là dấu cổ gượng, hoặc là còn gọi là dấu cổ cứng và dấu cứng gáy. Thứ hai là dấu kẹt nít và thứ ba là dấu Brusinski. Thì dấu cổ gượng thì mình sẽ khám tư thế bệnh nhân nằm ngửa. Nếu mà bệnh nhân còn tỉnh thì mình yêu cầu bệnh nhân thư giãn cái gáy khi mà mình gặp thụ động cái cổ. Thì tay, một tay mình lắp ở dưới chẵm của bệnh nhân, tay còn lại đặt ở trước ngực và nâng dần cái đầu lên, nâng thụ động cái đầu lên. Và yêu cầu bệnh nhân không nâng và bệnh nhân thư giãn cái cổ, mình thả lỏng cái cổ nha, thả lỏng. Thì trước khi nâng mình có thể mình kiểm tra bằng cách là mình cho bệnh nhân kiểm tra lắc đầu qua lại để coi cái cổ người ta thư giãn hay không. Một số trường hợp chống chỉ định gặp cổ là như bệnh nhân bị chấn thương sống cổ, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân bị áp xe vùng thành sao họng thì mình không chống chỉ định dùng cái gặp cổ. Thì mình gặp lên mình quan sát, mình để ý coi cái cổ nó gượng như thế nào. Người bình thường nó không có dấu kích thích màng não thì cái cổ, cái cằm có thể gặp tương đối gần sát với ngực. Còn nếu mà bệnh nhân có dấu kích thích màng não thì cái cổ sẽ gượng lại và mình sẽ thấy một cái lực kháng lại cái tay của mình. Dấu thứ hai đó là dấu kẹt nít. Thì dấu kẹt nít thì cho bệnh nhân tư thế nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng. Sau đó mình cho một chân bệnh nhân gấp cái đùi vuông góc thẳng góc với giường, cẳng chân vuông góc với đùi. Một tay mình đặt lên gối, một tay còn lại đặt ở góc bệnh nhân và nâng dần gót chân bệnh nhân lên. Thì nếu ở người bình thường thì cái thể mình nâng lên được khoảng gần 180 độ, không có thấy dấu kháng lại. Còn nếu bệnh nhân có dấu kẹt nít dương tính thì mình thấy, mình sẽ cảm nhận là bệnh nhân sẽ gượng lại, và cái quan sát cái đầu gối chân bên kia thì cái xu hướng hơi co nhẹ lên một chút, thì đó là dấu kẹt nít dương tính. Dấu thứ ba là dấu Brusinski. Thì Brusinski thì mình cũng cho bệnh nhân tư thế nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, sau đó mình gặp cổ bệnh nhân lại và mình quan sát. Nếu mà bình thường thì khi mình gặp cái cổ bệnh nhân lên thì cái chân bệnh nhân vẫn duỗi thẳng là bình thường, là âm tính. Còn nếu khi bệnh nhân gặp cái cổ bệnh nhân lên và cái hai cái chân bệnh nhân cái xu hướng đầu gối gặp vào thân mình và cái cẳng chân gặp vào đùi, đó là dấu Brusinski dương tính, thì chứng tỏ là dấu cái thích màng não trên lâm sàng dương tính. Trong những cái trường hợp mà bệnh của cột sống thắt lưng, ví dụ như là thoát vị đĩa đệm gây chèn ép rễ thắt lưng, thì ta sẽ khám để tìm những cái dấu hiệu kích thích rễ thần kinh. Ví dụ như trong trường hợp này, bệnh nhân có đau từ thắt lưng lan xuống cái chân bên phải, chúng ta nghi ngờ có bệnh lý cột sống thắt lưng ở phía bên phải, thì chúng ta sẽ tiến hành khám. Thứ nhất là chúng ta dùng cái test nâng chân thẳng gối, tư thế cho bệnh nhân nằm ngửa thoải mái, một tay để dưới gốc chân bệnh nhân, một tay để lên gối bệnh nhân. Sau đó chúng ta từ từ nâng chân bệnh nhân lên ở tư thế gối duỗi thẳng, thì bình thường thì bệnh nhân sẽ không có cảm giác đau và chúng ta có thể nâng chân được đến 90 độ. Trong trường hợp bất thường thì khi chúng ta dùng test nâng chân thẳng gối, thì khi đến một góc 60 độ hoặc là nhỏ hơn thì bệnh nhân sẽ cảm giác đau vị trí là ở mặt sau đùi lan xuống cái vùng cẳng chân ở phía bên chân đau. Và khi bệnh nhân có cảm giác đau như vậy, bước thứ hai, chúng ta hạ chân thấp xuống một chút, thì bệnh nhân sẽ giảm đi
cái triệu chứng đau. Và chúng ta tiến hành gập lưng bàn chân của bệnh nhân với gối vẫn duy trì ở tư thế thẳng thì bệnh nhân tái xuất hiện triệu chứng đau. Và nếu như bệnh nhân có biểu hiện như vậy thì chúng ta ghi nhận là bệnh nhân có test non chân thẳng gối dương tính, hay còn gọi là dấu hiệu Lancet dương tính. Khi bệnh nhân có dấu hiệu Lancet dương tính thì chúng ta đồng thời cũng ghi nhận cái gốc mà bệnh nhân có đau. Gốc này được hình thành bởi thứ nhất là mặt phẳng của bàn khám và thứ hai là gốc của chân. Nếu như gốc này nhỏ hơn 60 độ thì chúng ta gọi là test non chân thẳng gối dương tính hay là dấu hiệu Lancet dương tính. Test thứ hai là chúng ta dùng test non chân thẳng gối chéo để tìm dấu hiệu Lancet chéo. Cách làm chúng ta cũng cho bệnh nhân nằm ngửa ở tư thế thoải mái. Trong trường hợp này, ví dụ như bệnh nhân đau ở vùng thắt lưng lan xuống phía trong phía bên phải, chúng ta nghi ngờ có bệnh rễ thần kinh thắt lưng phía bên phải thì chúng ta khám ở chân phía bên trái, tức là chân không đau. Cách khám tương tự, một tay chúng ta để dưới góc chân, một tay để ngay gối và chúng ta từ từ nâng chân bệnh nhân lên cao. Thì bình thường chúng ta có thể nâng đến 90 độ mà bệnh nhân không đau. Trong trường hợp bất thường, khi chúng ta nâng đến một góc khoảng 60 độ thì bệnh nhân sẽ xuất hiện đau. Nhưng mà trong trường hợp này, bệnh nhân không đau ở chân phía bên trái, chân của chúng ta khám, mà bệnh nhân sẽ đau ở chân phía bên phải, tức là chân chúng ta không khám. Thì nếu bệnh nhân có dấu hiệu đó, chúng ta gọi là dấu hiệu Lancet chéo dương tính. Một nghiệm pháp khác để chúng ta khám dấu hiệu kích thích rễ thần kinh L4, L5 là chúng ta dùng nghiệm pháp căng đùi, tư thế cho bệnh nhân nằm sấp thoải mái. Một tay của bác sĩ sẽ gập gối bệnh nhân khoảng 90 độ và giữ gối ở tư thế vuông góc 90 độ. Một tay kia để dưới gối bệnh nhân và từ từ cho bệnh nhân duỗi khớp háng như thế này. Thì trong trường hợp bình thường, bệnh nhân sẽ không có triệu chứng đau. Trong trường hợp bất thường, bệnh nhân sẽ có cảm giác đau lan ở mặt trước của đùi. Trong trường hợp đó chúng ta gọi là dấu hiệu căng đùi dương tính và chứng tỏ là có tổn thương rễ L3, L4. Khám về tiểu não, chúng ta sẽ đánh giá xem bệnh nhân có bất thường gì về tiểu não hay không. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan sát bệnh nhân, xem bệnh nhân có thể đi đứng và có thể đi vào, cái tư thế bệnh nhân đi vào như thế nào. Rồi chúng ta sẽ hỏi bệnh, hỏi chuyện để chúng ta đánh giá cái giọng nói của bệnh nhân có vấn đề gì không. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành các phần khám chi tiết. Vấn đề em đi khám là gì? Em thấy đi đứng không được tự nhiên. Chúng ta nghe cái giọng nói bệnh nhân và chúng ta sẽ đánh giá cái giọng nói. Giờ tôi sẽ khám cái mắt của em ha. Chúng ta sẽ quan sát, khám xem mắt bệnh nhân có tự động rung giật hay không, gọi là rung giật nhãn cầu hay là nystagmus. Thì đây là một cái cử động tự phát và bệnh nhân không điều khiển được nó. Chúng ta sẽ đánh giá trên quan sát lúc bệnh nhân ở tư thế mắt thẳng, chúng ta xem có rung giật nhãn cầu tự phát hay không. Sau đó chúng ta sẽ cho bệnh nhân nhìn theo một vật, cụ thể ở đây là cái đèn, để xem khi mà vận động vận nhãn nhìn theo một hướng nào đó thì có xuất hiện rung giật nhãn cầu hay không. Bây giờ em nhìn theo cái viết ha. Rồi em liếc qua. Rồi em liếc nhìn theo qua bên này, để nguyên đầu nha. Rồi nhìn trở lại. Và chúng ta quan sát xem cái mắt bệnh nhân, em nhìn. Vậy ở bệnh nhân này không có rung giật nhãn cầu. Ở bệnh nhân có rối loạn về tiểu não thì có những bệnh nhân sẽ có rung giật nhãn cầu và dạng rung giật này nó sẽ là đông đưa, tức là hai cái pha của bệnh nhân giật nó không có rõ ràng, một pha giật nhanh một pha chậm giống như cái rung giật nhãn cầu trong tiền đình. Phần tiếp theo đó là cái hiện tượng rối tầm và quá tầm. Phần này chúng ta sẽ khám gồm có hai cái nghiệm pháp. Thứ nhất là chúng ta khám ở trên tay, chúng ta khám ngón tay chỉ mũi và phần cộng thêm đó là chỉ theo ngón tay của bác sĩ. Đưa tay ngang ra ha. Rồi em lấy một ngón tay trỏ, em chỉ chính xác vào đỉnh mũi. Rồi em làm lại. Em dùng tay kia. Rồi làm giống vậy. Bình thường bệnh nhân có thể chỉ chính xác giống như bệnh nhân này, không có dấu hiệu rối tầm quá tầm ở nghiệm pháp ngón tay chỉ mũi. Tuy nhiên ở người mà bị hội chứng tiểu não á, thì người ta sẽ không chỉ chính xác được và người ta chỉ sẽ có thể bị quá ra khỏi cái vị trí của mũi và sau đó người ta điều chỉnh lại nhưng mà nó vẫn quá lại, thành ra do đó bệnh nhân sẽ có cử động là hơi
bị lắc lư đong đưa rồi có thể một lúc sau mới có thể chạm được chúng. Tùy mức độ nặng nhẹ, có những người rất nặng thì sẽ không còn chỉ chúng được nữa, không chỉ đúng hướng được nữa. Tuy nhiên thì với những người nhẹ thì do bệnh nhân có thể quen, thành ra những lần đầu tiên thì có thể bị quá, nhưng mà những lần sau bệnh nhân cứ giữ thẳng cái tay và bệnh nhân sẽ chạm chúng được mũi ở những lần sau, chúng ta sẽ bị mất triệu chứng. Do đó chúng ta sẽ làm thêm một bước, đó là chỉ thêm ngón tay. Rồi em lấy ngón tay em chỉ lại mũi giống như vậy, rồi em chỉ chúng tay bác sĩ ha, chính xác, rồi em chỉ vào mũi, chúng ta thay đổi vị trí để cho bệnh nhân chỉ cho. Rồi rồi em đổi tay kia ha, rồi giống vậy, chỉ vào tay bác sĩ, chỉ vào mũi, chỉ vào tay bác sĩ, đúng rồi. Chúng ta sẽ di chuyển để cho bệnh nhân không quen cái vị trí và chúng ta phát hiện triệu chứng. Rồi, một phần khám khác của cái hiện tượng rối tầm quá tầm đó là chúng ta sẽ khám ở chân, đó là nghiệm pháp gót chân đầu gối. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm, ta bộc lộ cái chân để chúng ta có thể nhìn rõ cái vị trí của đầu gối và đánh giá cho tốt, hướng dẫn bệnh nhân. Rồi bây giờ em co chân cao lên ha, giơ chân nhân như này, rồi sau đó em lấy cái gót chân chạm chính xác vào đầu gối của em, rồi giữ ở đó một tí xíu, rồi sau đó em sẽ đi dọc bờ của cái cẳng chân của em, kéo lên kéo xuống vài lần, rồi sau đó em để ra ngoài. Rồi bây giờ bắt đầu em dở cao chân lên và đặt trúng đầu gối. Rồi khi đặt như thế này thì bệnh nhân, mình ta sẽ quan sát xem bệnh nhân có đặt chính xác hay không, và đồng thời chúng ta quan sát xem là bệnh nhân có cái hiện tượng run khi mà gần tới và khi chạm tới cái đầu gối hay không. Rồi sau đó em để, rồi kéo dọc xuống, kéo lên, dọc xuống, kéo lên và thôi để ra. Rồi em làm tương tự với chân bên kia, đặt trúng đầu gối, đẩy dọc xuống, rồi kéo lên, đẩy xuống. Chúng ta sẽ quan sát, ở đây là người bệnh nhân bình thường, chúng ta không thấy có hiện tượng rối tầm quá tầm ở đây và cũng không thấy run. Với những bệnh nhân có hội chứng tiểu não, có hiện tượng rối tầm quá tầm thì khi bệnh nhân đặt chân lên, bệnh nhân có thể giống như ngón tay chỉ mũi, tức là đặt không chính xác ngay đầu gối mà có thể để bị lệch, và sau đó bệnh nhân điều chỉnh và nó thành ra một cái cử động gọi là rối tầm ở đây. Rồi sau đó khi bệnh nhân cho bệnh nhân đưa đẩy dọc xuống thì bệnh nhân sẽ không đi một cách trơn tru như thế này, mà bệnh nhân có thể bị lật qua lật lại, qua lật lại, không được trơn tru, và đó là một cái bất thường của tiểu não. Triệu chứng tiếp theo đó là triệu chứng gọi là mất liên động, hoặc là những cái rối loạn vận động thay đổi nhanh, vận động luân phiên nhanh. Chúng ta sẽ cho bệnh nhân vỗ tay. Đầu tiên bệnh nhân vỗ tay, em vỗ tay lên đùi ha, vỗ từng bên, rồi sấp ngửa liên tục, rồi rồi em làm liên tục nhanh lên. Rồi ta vừa quan sát vừa nghe, rồi làm tay bên kia nghe cái tiếng bệnh nhân vỗ, rồi làm tương tự, làm nhanh lên. Rồi rồi bạn làm hai tay cùng một lúc. Rồi chúng ta quan sát, rồi chúng ta so sánh hai bên, chúng ta nghe cái mức độ nhịp nhàng của nó. Ở đây bệnh nhân có thể làm được một đều đặn nhịp nhàng luân phiên giữa hai cái cử động. Với những bệnh nhân bị tiểu não thì cái thứ nhất là cái nhịp bệnh nhân sẽ không đều, và thứ hai là cái mức độ nhịp nhàng giữa sấp ngửa có thể không đều, và bệnh nhân mình sẽ thấy cái một tay sẽ vụng về, thường là một bên sẽ vụng về hơn bên kia. Do đó chúng ta so sánh hai bên thì sẽ phát hiện được triệu chứng tốt hơn. Một cái cách nữa để chúng ta cũng phát hiện cái rối loạn về vận động luân phiên nhanh, hay còn gọi là liên động đó, mất liên động, là chúng ta sẽ cho bệnh nhân xoay bàn tay. Rồi em giơ tay lên, rồi em xoay tròn giống vậy ha. Rồi cho bệnh nhân lắc hai tay thật đều. Rồi và chúng ta cũng quan sát hai bên xem có bên nào bị vụng về hay không. Thực ra bệnh nhân nhà này thì có vẻ bên tay bên trái nó hơi vụng về bên phải, nhưng nó không được rõ ràng lắm. Ở tư thế nằm này chúng ta cũng có làm được một hiện tượng gọi là hiện tượng mất linh động, tức là rối loạn cái hoạt động thay đổi vận động luân phiên nhanh ở chân. Đó là chúng ta sẽ cho bệnh nhân đập nhẹ cái chân lên cái chân kia, và chúng ta sẽ quan sát. Rồi em sẽ lấy chân này, lấy cái đầu gối ha, em gõ lên một điểm này, em đập nhẹ 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 vài lần thật là đều đặn ha. Rồi bắt đầu em làm đi. Rồi bây giờ em làm chân bên kia ha, giống như vậy. Chúng ta sẽ quan sát hai bên xem cái độ nhịp nhàng của cái gõ chân này có tốt hay không. Bệnh nhân bình thường như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái gõ chân nó nhịp nhàng. Còn với những bệnh nhân bị tiểu não thì nó không còn nhịp nhàng nữa, nó có thể thay đổi về cái biên độ, cái tốc độ và cái nhịp. Chúng ta gọi là thất điều. Chứng tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát về hiện tượng dội. Hiện tượng dội chúng ta có hai cách khám.
Đầu tiên là chúng ta sẽ cho bệnh nhân giơ thẳng hai tay ra trước, em giơ thẳng hai tay ra trước ha. Bây giờ tôi sẽ làm là tôi sẽ đập tay em rớt xuống, nhưng mà em sẽ giữ lại cho bằng hai bên bằng nhau ha. Rồi mình làm từng bên và quan sát. Ở đây bệnh nhân rất là bình thường, bởi vì khi chúng ta đánh ra khỏi cái vị trí thì bệnh nhân sẽ quay trở lại và hai bên bằng nhau. Với những người có hội chứng tiểu não và có hiện tượng dội thì khi chúng ta đập một tay xuống, tay đó khi mà kéo trở lên thì nó sẽ kéo vượt quá cái mức bình thường của bên kia. Sau đó bệnh nhân sẽ điều chỉnh trở lại nhưng mà lại vượt quá xuống dưới, và như vậy bệnh nhân sẽ phải đong đưa vài cái rồi bệnh nhân mới giữ được. Thì tùy theo mức độ nặng nhẹ, có thể là lắc nhẹ hoặc là có thể bị lắc rất là mạnh. Thì đó là hiện tượng dội. Một cái cách khám khác của hiện tượng dội còn gọi là nghiệm pháp Stewart Home, chúng ta sẽ khám trên tay bệnh nhân. Cho bệnh nhân kéo co, bệnh nhân dùng hết sức và sau đó chúng ta thả tay ra đột ngột. Thì chúng ta đánh giá cái bệnh nhân có giữ lại được hay không, hay là bệnh nhân bị vung tay vào ngực hoặc là vào mặt. Nên ta lưu ý để tay ở phía trong bệnh nhân để chúng ta có thể bảo vệ mặt bệnh nhân. Bây giờ em kéo tay thật là mạnh ha, kéo hết cỡ. Với người bình thường thì chúng ta có thể hơi bị quán tính, nó kéo hơi mạnh chút xíu thì chúng ta vẫn có thể giữ lại được và nó không gây ra, không có bị vung mạnh vào người. Thì với những bệnh nhân tiểu não có hiện tượng dội thì khi chúng ta kéo mạnh và chúng ta thả tay đột ngột thì tay bệnh nhân có thể sẽ không kịp giữ lại và sẽ vung vào những người và có thể vào mặt. Thì do đó chúng ta phải lưu ý đặt cái tay chúng ta kéo, chúng ta để ở bên trong để khi kéo thì chúng ta phải bảo vệ cái mặt của bệnh nhân. Trong khám tiểu não thì chúng ta cũng có đánh giá chân lực cơ, và với bệnh nhân có hội chứng tiểu não thì có thể bệnh nhân đã bị giảm chân lực cơ. Chúng ta có thể đánh giá từ lúc quan sát thấy bệnh nhân, những cái tay chân lúc bệnh nhân hoạt động và bước đi gì đó thì tay chân nó có thể đong đưa, nó có thể đong đưa mạnh, gọi là nó mềm dẻo hơn bình thường. Và đây chúng ta sẽ đánh giá chân lực cơ giống như phần khám chân lực cơ chúng ta đã từng làm ở các phần khám khác. Thì chúng ta sẽ đánh giá xem độ chắc nhão của bệnh nhân như thế nào và bệnh nhân khả năng ve vẩy và độ co duỗi, cái kháng lực bệnh nhân khi bệnh nhân thả lỏng hoàn toàn thì nó ra sao. Thì với bệnh nhân có hội chứng tiểu não thì cái bên cùng bên tổn thương cái chân lực cơ nó sẽ giảm, tức là bệnh nhân mềm nhão hơn và dễ vận động hơn. Đầu tiên chúng ta phải giải thích cho bệnh nhân là bệnh nhân phải thả lỏng, em thả lỏng cơ hoàn toàn, em không vận động gì hết ha. Rồi chúng ta sẽ đánh giá độ chắc nhão, độ co duỗi và đặt xem thử xem là bệnh nhân bắt tay như thế nào. Với những bệnh nhân tiểu não, bệnh nhân có thể bắt rất là xa, xa là giống như là việc hiện tượng gọi là cái cánh tay của búp bê vải. Chúng ta đánh giá hai bên, chúng ta so sánh để xem. Rồi với chân thì chúng ta cũng đánh giá tương tự để xem cái độ kháng lực của bệnh nhân khi bệnh nhân mà thả lỏng có bị lỏng lẻo quá mức hay không, hay là nó bình thường, hoặc là những bệnh lý khác thì nó tăng. Ở đây tiểu não chúng ta sẽ có giảm chân lực cơ. Ta đánh giá một hiện tượng gọi là hiện tượng quả lắc đồng hồ ở chân. Thì hiện tượng này nó liên quan đến chân lực cơ. Chúng ta khám giống như chúng ta khám gõ phản xạ gân cơ thông thường, nhưng chúng ta phải để bệnh nhân ngồi để thả lỏng cái chân không có chạm đất như thế này. Và chúng ta sẽ gõ phản xạ gân cơ từ đầu đùi. Thì chúng ta sẽ đánh giá cho bệnh nhân, em thả lỏng ha. Rồi. Thì chúng ta sẽ xem cái chân sau khi chúng ta gõ, bệnh nhân có phản xạ ra, đá chân ra, co cơ từ đầu đùi và chân thì bị đá ra. Sau đó thì cái bình thường thì chúng ta chỉ có lắc nhẹ thôi. Còn với bệnh nhân tiểu não, cái chân lực cơ nó giảm ra, bệnh nhân sẽ có đong đưa nhiều lần trước khi nó dừng lại, nó giống như cái quả lắc đồng hồ. Đó là cái khám chân lực cơ và cái dấu quả lắc đồng hồ cũng của hiện tượng giảm chân lực cơ trong tiểu não. Rồi chúng ta sẽ khám về tư thế và dáng đi của bệnh nhân. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cho bệnh nhân đứng lên. Tuy nhiên thì với bệnh nhân tiểu não, bệnh nhân có thể đứng không vững và có thể ngã. Nên ra chúng ta phải đảm bảo luôn luôn ở kế bên bệnh nhân để có thể giúp đỡ bệnh nhân khi cần. Dạ em bước đi bình thường ha. Đi bình thường. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân cái dáng đi tự do của bệnh nhân, để xem dáng đi có bị chao đảo hay không và tay chân bệnh nhân có bị lắc lư, có bị chao đảo. Rồi em quay lại, em đi trở lại. Rồi được rồi, dừng lại.
Rồi, với người bình thường chúng ta thấy dáng đi có thể bình thường như vậy. Còn với người tiểu não thì bệnh nhân ngay cả những dáng đi bình thường, bệnh nhân cũng không có đi đứng được cách bình thường, mà thường bệnh nhân sẽ bị nghiêng ngả chao đảo và thường là nghiêng và ngã về bên phía cái tiểu não bị tổn thương. Và cái dáng đi tiểu não nó rất là đặc trưng, và các bạn có thể thấy nó y chang như những người say rượu đi, thì gọi là thất điều về dáng đi. Rồi, với người bị tiểu não, người ta có thể không đứng được như thế này, và bệnh nhân thường sẽ phải đứng dạng kinh đế ra. Thường bệnh nhân sẽ phải đứng dạng kinh đế ra để cho vững hơn. Và chúng ta muốn thấy rõ được cái triệu chứng bệnh nhân đứng không vững thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đứng khép chân lại. Rồi, em đứng khép hai chân sát nhau ha. Rồi, khi đó thì chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có thể bộc lộ những triệu chứng rõ hơn. Bệnh nhân không còn đứng được yên nữa, bệnh nhân bị chao đảo, thậm chí là không đứng được. Nếu muốn rõ nữa, với những bệnh nhân đứng như thế này vẫn có thể tương đối vững, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đứng nối gót. Rồi, em đứng một chân trước chân sau thẳng trên một hàng ha. Rồi, nhưng đứng nối gót thì chúng ta sẽ làm cái chân đế nó hẹp lại nữa, và lúc đó bệnh nhân đứng sẽ khó vững hơn và nó bộc lộ triệu chứng rõ hơn. Sau đó nếu bệnh nhân đứng được, hoặc là đứng mà nó bắt đầu có chao đảo nhẹ và vẫn có thể đi được, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi nối gót để thấy được rõ hơn. Rồi. Rồi. Chúng ta làm cho bệnh nhân nhìn và làm theo, và sau đó chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân cái dáng đi của bệnh nhân. Rồi, em quay lại được rồi. Em đi giống vậy, quay lại cho cũ. Ta lưu ý luôn luôn đi cùng bệnh nhân để chúng ta bảo vệ, tránh cho bệnh nhân bị té ngã. Thì hai cái nghiệm pháp vừa rồi, chúng ta cho bệnh nhân chụm chân lại, cho bệnh nhân đứng nối gót và đi nối gót, là để làm cho cái chân đế bệnh nhân nhỏ lại, và lúc đó cái triệu chứng bệnh nhân sẽ rõ ràng hơn. Với những bệnh nhân bị nặng, bệnh nhân không thể đứng tốt hoặc không thể đi tốt bình thường, thì chúng ta không cần làm cái nghiệm pháp đi gót, nối gót nữa, bởi vì lúc đó bệnh nhân gần như không làm được nữa. Những bệnh nhân mà nhẹ hơn thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi nối gót như vậy. Chúng ta sẽ khám về tiền đình. Thì tiền đình sẽ gây ra các triệu chứng. Đầu tiên đó là chóng mặt, rồi buồn nôn, nôn ói, rối loạn về thần kinh thực vật, gồm có là có thể vã mồ hôi, có thể tái xanh. Và bệnh nhân thường là rất là lo âu, sợ hãi. Và sau đó chúng ta sẽ, đó là những triệu chứng cơ năng. Ta sẽ cho bệnh nhân đứng chụm chân, giơ hai tay ra đằng trước và đánh giá cái tư thế của bệnh nhân. Bước đầu tiên là cho bệnh nhân nhắm mắt, mở mắt, sau đó thì cho bệnh nhân nhắm mắt, em nhắm mắt lại ha. Và chúng ta đánh giá cái khả năng giữ tư thế của bệnh nhân khi bệnh nhân nhắm mắt. Rồi. Thì với hội chứng tiền đình, thì khi có tổn thương tiền đình thì bệnh nhân đứng có thể ngã về bên bị tổn thương. Ở bên tiền đình bị tổn thương thì bệnh nhân sẽ đứng không vững và cứ thường bị ngã vào bên đó. Thông thường thì bệnh nhân không ngã hẳn và bệnh nhân có thể chống lại được, thì bệnh nhân giang chân ra chống lại. Với hội chứng tiền đình thì cái test Rombe này nó sẽ dương tính là bệnh nhân sẽ nghiêng về một bên, và cả khi bệnh nhân mở mắt lẫn khi bệnh nhân nhắm mắt, có thể nhắm mắt bệnh nhân bị nặng hơn một tí xíu, nhưng mà nó vẫn có cả khi mở mắt lẫn nhắm mắt. Với test Rombe này chúng ta có thể phát hiện được thêm cái triệu chứng gọi là Rombe về cảm giác sâu. Khi bệnh nhân bị mất cảm giác sâu thì test Rombe này cũng có thể dương tính. Tuy nhiên thì nó sẽ khác một chút, tức là khi test Rombe của cảm giác sâu dương tính thì khi bệnh nhân mở mắt thì bệnh nhân vẫn có thể đứng tốt, nhưng mà khi nhắm mắt thì triệu chứng nó mới rõ ràng và bệnh nhân sẽ ngã về bên cảm giác sâu đã bị mất, nếu mất cảm giác sâu về tư thế. Test Rombe này cũng áp dụng trong tiểu não, tuy nhiên thì nó không đặc hiệu lắm, và chúng ta sẽ thấy là khi bệnh nhân phải dạng chân đế thì bệnh nhân mới giữ được tốt, và khi bệnh nhân chụm lại thì bệnh nhân sẽ bị chao đảo và cũng ngã về bên bị tổn thương. Triệu chứng đó xuất hiện cả khi nhắm mắt lẫn mở mắt. Rồi, một triệu chứng điển hình của tiền đình đó là triệu chứng chóng mặt, thì chúng ta sẽ phải hỏi bệnh nhân cái cảm giác chóng mặt. Chóng mặt của tiền đình là cái cảm giác đặc biệt, và đó là cái ảo giác chuyển động, và thường là chuyển động xoay, có nghĩa là bệnh nhân có cảm giác người bản thân mình hoặc là mọi vật xung quanh sẽ chuyển động xoay, mặc dù thực tế nó đang đứng yên. Rồi bệnh nhân sẽ cảm giác tất cả mọi vật xoay tròn hoặc là bản thân mình xoay tròn. Điều này khác với những cái cảm giác khác như cảm giác choáng váng, say sẩm, thì nó không phải là cái chóng mặt thực sự. Còn phần khám, chúng ta sẽ khám đánh giá về cái rung dịch nhãn cầu của tiền đình. Nó là một cái cử động tự phát, và với tiền đình thì nó có cái hai pha, pha nhanh và pha chậm, tức là sẽ dịch về một bên. Chúng ta sẽ đánh giá có rung dịch hay không, và rung dịch đó nó theo hướng nào. Nhưng có thể rung dịch theo hướng ngang, theo hướng dọc, hoặc là theo hướng xoay, hoặc là phối hợp nhiều hướng như vậy. Nhìn theo. Chúng ta quan sát khi bệnh nhân ở tư thế mắt trung tính, và sau đó là cho bệnh nhân di chuyển mắt nhìn theo một vật khám của chúng ta.
Rồi em nhìn theo ha. Và người ta sẽ đánh giá những cái cử động rung dịch có ở mắt. Chúng ta sẽ làm một test, rồi test lắc đầu sử dụng cho những bệnh nhân mà bị có triệu chứng về tiền đình và chóng mặt. Cho em nhìn thẳng vào bác sĩ ha, nhìn thẳng mắt bác sĩ. Rồi cái đầu em thả lỏng, mắt thì nhìn luôn luôn nhìn bác sĩ, mắt luôn luôn nhìn bác sĩ, đầu thả lỏng ha. Rồi mình sẽ cho lắc. Rồi. Em thấy thế nào, có bị chóng mặt, có bị choáng không? Rồi khi chúng ta làm test lắc đầu, đã cho bệnh nhân nhìn thẳng vào bác sĩ và chúng ta cho lắc đầu thì bệnh nhân người bình thường thì cái mắt người ta vẫn giữ được nhìn thẳng vào bác sĩ. Còn với bệnh nhân bị rối loạn tiền đình, bị tổn thương về tiền đình, có hội chứng tiền đình thì có thể cái mắt nó sẽ không được giữ được vào nhìn thẳng vào bác sĩ nữa, tức là không định thị được nữa. Hoặc là bệnh nhân có xuất hiện cái rung dịch nhãn cầu thì chúng ta lắc, chúng ta ghi nhận là bất thường và chúng ta ghi nhận cái chiều và cái tính chất của cái rung dịch nhãn cầu để có thể biện luận được cái vị trí tổn thương. Ta sẽ làm test dậm chân tại chỗ. Test này nó thay thế cho test bước đi làm sao trước đây. Em đứng tại chỗ ha, bây giờ em dậm chân, em co chân giống như bước tại chỗ vậy nè. Ta cho bệnh nhân làm thử khi mà bệnh nhân mở mắt rồi để cho bệnh nhân hiểu. Rồi bây giờ em nhắm mắt ha, để test chúng ta sẽ làm chính thức là khi bệnh nhân nhắm mắt. Rồi em làm giống như vậy. Bước chân tại chỗ. Rồi tiếp tục. Rồi được rồi. Rồi với người bình thường chúng ta có thể dậm chân tại chỗ mà chúng ta không có bị thay đổi gì hết. Với người bị tiểu não thì khi đó thì với từng bước đi như vậy cái người chúng ta sẽ xoay dần. Và chúng ta sẽ đánh giá cái đó là bất thường. Chúng ta ghi nhận cái bên bệnh nhân xoay, chúng ta đánh giá về cái triệu chứng tiền đình. Với những bệnh nhân mà bị chóng mặt tiền đình, tức là chóng mặt có ảo giác quay tròn á, thì chúng ta sẽ làm một nghiệm pháp gọi là nghiệm pháp Dixhanpai. Thì nghiệm pháp này để chúng ta tái tạo lại, tức là cho bệnh nhân có được cái triệu chứng chóng mặt giống như bệnh nhân từng có và đánh giá có cái Nissan mood, tức là cái rung dịch nhãn cầu theo tư thế. Chúng ta cho bệnh nhân ngồi lên giường khám và với cái đầu giường như thế này. Rồi em xoay lại. Rồi, ngồi lên giường ha, xoay lưng lại đây. Ta ước chừng làm sao để cho cái đầu bệnh nhân khi nằm xuống thì sẽ ra khỏi cái thành giường này. Nhích lên tí xíu. Xíu thôi, rồi được rồi. Rồi, chúng ta thường là chúng ta sẽ đứng sau lưng bệnh nhân. Ta sẽ khám từng bên. Đầu tiên chúng ta sẽ cho bệnh nhân nghiêng về một bên 45 độ, cái đầu như thế này. Em khoanh tay trước ngực ha. Rồi, và chúng ta sẽ đỡ, nên em thả lỏng người ha. Rồi, bây giờ em nằm xuống nha. Ta cho ngã đầu ra 30 độ và chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân xem có triệu chứng chóng mặt hay không. Và chúng ta sẽ quan sát mắt để bệnh nhân có rung dịch nhãn cầu hay không. Thường chúng ta phải chờ đợi khoảng vài giây. Với những cái bệnh nhân bình thường thì chúng ta sẽ không có triệu chứng gì. Nhưng với người có cái chóng mặt tư thế thì sau khoảng một cái tìm thời khoảng vài giây bệnh nhân sẽ xuất hiện cơn chóng mặt quay. Chúng ta hỏi xem bệnh nhân là chóng mặt quay đó theo hướng nào, xoay theo hướng nào. Chúng ta sẽ quan sát cái nhãn cầu bệnh nhân xem có rung dịch hay không. Và rung dịch nó theo hướng nào thì thông thường với bệnh nhân chóng mặt tư thế kiểu ngoại biên thì chúng ta sẽ có rung dịch nhãn cầu ngang và xoay và chúng ta sẽ ghi nhận Dixhanpai dương tính ở bên mà cái tai xuất hiện rung dịch nhãn cầu và ghi nhận cái bên tai đang ở dưới. Ví dụ như bệnh nhân ở quay đầu bên trái như thế này và có rung dịch nhãn cầu và chóng mặt xuất hiện thì chúng ta sẽ ghi nhận là Dixhanpai dương tính ở bên trái. Sau đó chúng ta cho bệnh nhân ngồi lên trở lại. Chúng ta đánh giá tiếp ở bên kia thì ở bên nào dương tính thì chúng ta sẽ đánh giá ghi nhận là bệnh nhân bị có Dixhanpai dương tính ở mé bên đó. Chúng ta làm tương tự.